Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ bởi đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. 12.000 người di cư bị bắt ở khu vực biên giới Arizona sau 7 ngày. Chủ tịch Hạ viện Johnson chặn đứng âm mưu gian lận mua phiếu bầu cử của Joe Biden khiến ông ta phát điên. Tổng thống Trump đưa ra một trường hợp mạnh mẽ tới New Hampshire trong lần thúc đẩy sơ bộ cuối cùng. Căn cứ Mỹ tại Iraq bị truốt tỉnh nữa, Mỹ không kích mục tiêu hào thiệt. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, theo báo cáo không chính thức, các đặc vụ tuần tra biên giới khu vực Tucson đã bắt giữ gần 12.000 người di cư trong tuần qua. Con số này tăng so với mức dưới 10.000 một tuần trước đó. Trưởng đặc vụ tuần tra khu vực Tucson, John Modlin, đã đăng một đoạn video báo cáo về S tiết lộ. Các đặc vụ của anh ta đã bắt giữ khoảng 11.900 người di cư trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó. Các đặc vụ cũng đã thực hiện 126 vụ bắt giữ về tội phạm liên bang các đặc vụ của Thất Sinh đã thực hiện 22 cuộc giải cứu người di cư trong thời gian báo cáo và phá vỡ 10 nỗ lực buôn lậu người. Trong ba kỳ báo cáo đầu tiên vào tháng 1, các đặc vụ của khu vực Thất Sinh đã bắt giữ gần 35.000 người di cư, khoảng 1.662 người di cư mỗi ngày. Con số này so với 10.200 người di cư, 486 người di cư mỗi ngày trong cùng kỳ năm ngoái. Con số này thể hiện mức tăng hơn 240% so với tháng 1 năm ngoái. Các báo cáo không chính thức về vụ bắt giữ tháng 12 do Braver Status xem xét cho thấy, các đặc vụ của khu vực Sarsen bắt giữ khoảng 80.000 người di cư, 2.500 người mỗi ngày. Các con số tính đến tháng 1 nâng tổng số người di cư tính đến thời điểm năm tài chính năm 2024 lên khoảng 235.000 người di cư. Chủ tịch Hạ viện Johnson chặn đứng âm mưu gian lận mua phiếu bầu cử của Joe Biden, khiến ông ta phát đi. Quý vị thân mến, Emily tin rằng quý vị không còn xa lạ gì với âm mưu tuần người nhập cư bất hợp pháp, kể cả tội phạm để mua phiếu bầu cử của Joe Biden trong mỗi mùa bầu cử cận kề. Mục đích đó của ông ta nay đã bị đảng Cộng hòa và đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện ngăn chặn, khiến ông ta la ó. Ông ta đang kêu gọi đảng Cộng hòa ngưng vũ khí hóa quyết định của ông cho phép hàng triệu người di cư kinh tế vượt qua biên giới phía Nam. Điều mà ông nhấn mạnh tại cuộc họp các thị trưởng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Ông Biden cho biết, tuần tới chúng ta sẽ có thể giải quyết được điều gì đó, ít nhất là tại Thượng viện, và tôi hy vọng đó sẽ là gói lưỡng đảng mà Thượng viện sẽ thông qua. Ông nói với những người tham dự và nói thêm, bây giờ câu hỏi dành cho Chủ tịch Hạ viện và các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện là, họ có sẵn sàng hành động không? Họ phải lựa chọn xem họ muốn giải quyết vấn đề hay tiếp tục vũ khí hóa các vấn đề để ghi điểm chính trị chống lại Tổng thống. Trong 3 năm qua, Biden và các cấp phó của ông đã tiếp nhận khoảng 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp, cùng với khoảng 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Làn sóng người di cư của ông, cứ 2 ca sinh con ở Mỹ thì có một người nhập cư bất hợp pháp, đã làm giảm mức lương của người Mỹ và làm tăng chi phí nhà ở của họ. Vì vậy, dòng vốn khổng lồ của Biden đã tạo ra một vấn đề lớn cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông. Ví dụ, hai cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa số người Mỹ nói rằng dòng vốn của ông có thể được mô tả như một cuộc xâm lược. Vào tháng 1, đa số 37% gần đây đã nói với CBS rằng di cư khiến đất nước tồi tệ hơn. Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy cấp phó của Biden muốn ngăn chặn tình trạng di cư lao động bất hợp pháp. Ví dụ, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các cấp phó của Biden đang từ chối hạn chế dòng người di cư của họ qua cửa tạm tha khẩn cấp ở biên giới. Ngoài ra, những thông tin rò rỉ vào tuần trước cho thấy thỏa thuận này sẽ cấp phép phê duyệt hợp pháp cho nhiều hoạt động di cư bổ sung vượt quá giới hạn hiện tại về nhập cư hợp pháp. Nhưng Biden nói với các thị trưởng rằng ông muốn giải quyết vấn đề bằng cách biên giới Biden là đường biên giới mở và miễn phí, hãy phá bỏ bức tường, mọi người đều đến, không hạn chế. Bây giờ câu hỏi dành cho chủ tịch Hạ viện và các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, họ có sẵn sàng hành động không? Họ phải lựa chọn xem họ muốn giải quyết vấn đề hay tiếp tục vũ khí hóa các vấn đề để ghi điểm chính trị chống lại tổng thống. Tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề, tôi thực sự là vậy. Những thay đổi lớn, ý tôi là nó chân thành nhiều đảng viên đảng Dân Chủ khác đã bắt đầu tuyên bố quyết tâm giải quyết vấn đề di cư. Như Politico đưa tin ngày 17 tháng 1, hơn chục đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã cùng các đảng viên đảng Cộng hòa của Hạ Viện ủng hộ một nghị quyết chỉ trích chính quyền Biden về cách xử lý biên giới phía Nam trong cuộc bỏ phiếu sàn hôm thứ Tư. Nghị quyết không mang tính ràng buộc, được thông qua với tỷ lệ 225-187, lên án các chính sách biên giới mở của chính quyền Biden và lên án cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia và an toàn công cộng mà nó cho biết là kết quả của những chính sách đó. Nó được tài trợ bởi dân biểu Cộng hòa Nathaniel Moran. Lãnh đạo thượng viện của Đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Miss McConnell cũng đang thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về vấn đề nhập cư vào tuần tới. Mặc dù các thượng nghị sĩ chưa tiết lộ thỏa thuận của họ với công chúng Chúng ta đã nói về điều này từ rất lâu rồi, đã đến lúc cố gắng hành động. Mark Cornell nói với các phóng viên hôm thứ Tư, ông nói, vấn đề sẽ không khá hơn. Theo quan điểm của tôi, cho đến khi bạn thực sự nói, chúng ta sẽ giải quyết nó vào tuần tới. Tổng thống Trump đưa ra một trường hợp mạnh mẽ tới New Hampshire trong lần thúc đẩy sơ bộ cuối cùng. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lập luận mạnh mẽ và kiên quyết cho nỗ lực tái tranh cử năm 2024 của mình vào tối thứ bảy ở New Hampshire, đưa ra một thông điệp chính sách sắc bén và hiệu quả tới các cử tri sơ bộ của bang Granite trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa toàn quốc vào tuần tới. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh những điểm mạnh trong cương lĩnh chính sách Acheda 47 của mình, bao gồm chính sách năng lượng biên giới phía Nam, chính sách đối ngoại, nền kinh tế và việc vũ khí hóa công lý tại Mỹ. Dưới đây là một số điểm cao trong thông điệp chính sách của Tổng thống vào thứ Bảy. Loại bỏ nhiệm vụ xe điện điên rồ của Joe Biden, chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, dọn dẹp và tiếp quản Washington DC để cải tạo và xây dựng lại nó, bồi thường cho cơ quan thực thi pháp luật chấm dứt các chính sách biên giới mở của Joe Biden và thực hiện lại các giải pháp biên giới thông thường, bảo vệ biên giới, cắt giảm các quy định giết chết việc làm, xây dựng một mái vòm bằng sắt mà ông mô tả là lá trắng phòng thủ tên lửa hiện đại. Các tài trợ liên bang cho bất kỳ trường học nào thúc đẩy nội dung cấp tiến đối với trẻ em, chẳng hạn như chủ nghĩa chuyển giới hoặc lý thuyết chủng tộc quan trọng. Các tài trợ của liên bang cho các trường học có quy định về vắc xin hoặc đeo khẩu trang, bảo vệ các môn thể thao của phụ nữ khỏi sự xâm phạm của nam giới, hoàn toàn ủng hộ tu sinh án thứ hai tuyệt vời của chúng ta, phản đối việc tạo ra tiền lệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, đảm bảo các cuộc bầu cử ở Mỹ bằng cách thúc đẩy bỏ phiếu trong cùng ngày, bỏ phiếu bằng giấy và ID cử tri, khoan con khoan và giải phóng năng lượng của Mỹ. Căn cứ Mỹ tại Iraq bị chuốt tên lửa, Mỹ không kích mục tiêu Houthi Thưa quý vị, căn cứ Anwar Assad có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq ngày 20 tháng 1 bị tấn công bởi nhiều tên lửa bắn từ bên trong Iraq. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ tuyên bố, căn cứ Anwar Assad bị tấn công bởi nhiều tên lửa đạn đạo và rocket bắn từ bên trong Iraq. Tuyên bố không xác nhận mức độ thương tích của nhân sự Mỹ, nhưng cho biết các thành viên quân đội Mỹ được kiểm tra chấn thương não. Sencom thông báo đang đánh giá thiệt hại và nói thêm rằng, Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1. Trước đó, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng một số quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và một người thuộc lực lượng an ninh Iraq bị thương nặng. Báo cáo ban đầu cho thấy căn cứ này bị tên lửa đạn đạo tấn công. Rocket cũng có thể đã sử dụng. Phần lớn tên lửa bị đánh chặn nhưng vẫn có một số quả đánh trúng căn cứ Al-Assad. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh Iraq cho biết căn cứ Enor Assad ở tỉnh miền Tây Anba bị ít nhất 15 tên lửa tấn công. Nguồn tin tiết lộ các tên lửa được phóng từ thành phố Abadadi của Iraq mà không cung cấp thêm thông tin. Ông Yaya Rasso, người phát ngôn của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq, xác nhận vụ tấn công đã làm một binh sĩ Iraq bị thương và gây thiệt hại vật chất. Cũng trong ngày 20 tháng 1, quân đội Mỹ tiếp tục phá hủy một tên lửa chống hạm của Houthi sắp phóng vào vịnh Aden. Sencom tuyên bố trên X, Mỹ xác định tên lửa gây ra mối đe dọa cho tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực, sau đó tấn công và phá hủy tên lửa để tự vệ. Theo Sencom, đây là vụ việc mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, vốn đang làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tắc nghẽn nguồn cung. Trước đó, vào cuối ngày 19 tháng 1, Sencom tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba tên lửa chống hạm của Houthi mà họ cho là chuẩn bị phóng vào phía nam Biển Đỏ. Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, Ả Rập Saudi bày tỏ quan ngại những cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và lực lượng Houthi có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, leo thang thành xung đột trong khu vực. Hoàng tử Faisal bin Fahen, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi phát biểu trên đài CNN vào ngày 20 tháng 1. Chúng tôi rất lo lắng. Chúng ta đang ở thời điểm khó khăn và nguy hiểm trong khu vực và đó là lý do vì sao chúng tôi kêu gọi giảm leo thang." Hoàng tử Faisal bin Fahen nêu rõ, nước này tin vào tự do hàng hải và muốn căng thẳng trong khu vực giảm bớt. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.